Này Ma Dương, sao ngươi cứ ở đợi mong mà lo tu luyện, xúc đi quá nhiều chung sanh. Đã lời cùng tam thế Phật, mấy ngàn năm tu luyện, Ma Dương chỉ còn nỗi khổ hồn hộp xa. Ta đủ mười giả kích hồ lĩ chung sinh bất tử. Ta khuyên tam thế Phật trở lại thượng tiên, để chân gian Ma Dương cai quả. Này Ma Dương, hãy nghe lời ta, chớ chỉ đâu mà lo tu luyện. Bằng thôn cốt ta hoàng lại cốt. Đạo như lời Phật càng tam thế chẳng thuận lưng. Cuộc lòng Ma Dương phải di dời các căn này lên khỏi tòa sen. Nam mô A Di Đà Phật. Ma Dương ta hết lời khuyên dạy. Ngươi có tài các gì, hãy cỡ ra cho ta xem.
để đồ ấm dương thị đồ kiếp lúc hồi bóng thắt mọi từ đây về phục bất thần sắc này gửi lại trần gian, chỉ hãy mau làm lễ đồng hoa họ lên cửa lên đài quả tam năm mới như đạo phật lời phật chỉ dạy con người thế giới phục hành. Dạ dạ dốc người lên cửa nghe dốc Oh.